Hai chào nghe, chào quay trở lại với kênh 1995 lắm. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ em cách để chúng ta có thể tạo cái tài khoản Google Blog trên máy tính nè. Đây, thì game Google Blog hiện tại cũng khá là hot đó. Nhiều anh em muốn chơi trên máy tính và đăng ký trên máy tính thì người ta làm sao? Thì trong video này mình là sẽ chia sẻ với anh em cách để chúng ta tạo cái tài khoản Google Blog trên máy tính nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng trình duyệt nào cũng được. Ở đây thì mình sử dụng trình duyệt Google Chrome ở trên máy tính nè. Đó, mình sẽ bấm vào Google Chrome nè. Rồi, mình sẽ chạy cửa hàng, mình sẽ chạy cái trình duyệt Google Chrome. Đó, mình bây giờ mình sẽ vào cái trang web có tên là goblog.com anh em. Đây, trang web có tên là goblog.com. Đó, mình sẽ để link của trang này trong phần mô tả đó, anh em bấm qua ha. Rồi, mình sẽ bấm Enter để mình vào cái trang này nha. Đây, thì những cái phần như là đây nè, anh thấy cái giao diện như thế này ha. Đây là cái giao diện mà để chúng ta đăng nhập nè, để chúng ta đăng ký tài khoản này em. Còn đây, cái chữ mà login nè là giao diện để chúng ta đăng nhập. Đây là cái giao diện đăng nhập nha. Còn đây là giao diện để chúng ta đăng ký. Rồi, đầu tiên ở cái phần này nè, chữ month là tháng, ngày và năm. Đó, anh em thấy không? Tháng, ngày và năm. Rồi, trong dòng này thì chúng ta sẽ nhập tháng ngày sinh của anh em vào á, thì chúng ta nhớ cái ngày nào mà dễ nhớ và trên 18 tuổi là tốt nhất nha anh em. Đó, chúng ta đăng ký thì chúng ta nên để 18 tuổi đi. Này, rồi ok, mình sẽ để đây đó. Đó, trên 18 tuổi nha. Còn cái username là nó để là username mà không có trùng với cái tên thật của anh em nè, để nè, phải không? Rồi ok, không trùng với tên thật của anh em. Rồi còn cái password là cái mật khẩu nè anh em, cái dòng password nè, mật khẩu thì chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu vào đây. Đó, mật khẩu thì chúng ta sẽ để tên, chúng ta sẽ để chữ số và thêm một cái ký hiệu đặc biệt như a cộng thăng đầu thêm để nó mang tính bảo mật cho cái nick chúng ta nha. Đó, rồi ở đây là chọn giới tính, đây là nữ là fe và men nè, nam là nam nè, còn phần này là nữ nha. Đó, chúng ta sẽ chọn vào nam thì chọn nam, nữ thì chúng ta chọn nữ đây nha. Đây, rồi ok, rồi mình sẽ chọn nam đây, rồi chúng ta bấm sign up để chúng ta tiến hành đăng ký một tài khoản Google Docs rất là dễ nè. Đó, thì máy tính thì nó hỏi cái lưu tài khoản này chúng ta, thì chúng ta bấm sell để lần sau thì chúng ta dễ đăng nhập hơn nha. Rồi, ra cái giao diện như thế này là chúng ta đã đăng ký thành công một cái tài khoản Google Docs trên máy tính rồi đó anh em, rất là dễ nha. Rồi, ở đây thì cái dòng là don't get lock it out nè. Anh em thấy cái dòng này không? Don't get lock it out là chúng ta sẽ, nó bắt buộc chúng ta sẽ thêm một cái tài khoản email hoặc thêm một cái số điện thoại vào đây để chúng ta mang tính bảo mật của nick. Và lưu ý anh em thì cái vụ mà ngày sinh hồi nãy chúng ta nhập á, thì chúng ta phải nhớ luôn. Đó, chúng ta phải nhớ để nữa sau này có lỡ mà có mắc cái ạc á, thì chúng ta căn cứ vào đó mà chúng ta lấy lại cái nick chúng ta ha. Nhớ nghe, cái đó cũng khá là quan trọng. Rồi, và đặt cái tên cũng dễ nhớ đi để chúng ta dễ dàng lấy lại nick nha. Lỡ sau này có mắc mát gì đó nè, chúng ta không biết được. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành ạc một cái email, thì chúng ta nhập email đây. Đó, iPhone thì nhập iPhone đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành nhập cái số điện thoại của mình. Cái video trước á, mình đã làm trên điện thoại á, thì mình đã nhập email rồi. Còn video này thì mình sẽ tiến hành nhập bằng số điện thoại cho xem sao nha. Rồi ok, mình iPhone đây. Rồi nó sẽ có sẵn là cộng 84. Và nên là không có cộng 84 thì chúng ta sẽ tìm quốc gia là cộng 84 đây nha. Rồi chúng ta sẽ nhập cái tiến hành nhập số điện thoại chúng ta vào nè. Rồi chúng ta sẽ nhập số 0 đầu tiên anh em. Đó, 0. Rồi, rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm một continue đây. Rồi đó, thì nó sẽ gửi cái mã code cho chúng ta ở đây ha. Rồi ok, chúng ta đợi chút xíu xem có nhận được mã không ha. Đây mình gửi qua điện thoại rồi. Đây, chúng ta đợi một tí nha. Rồi ok, anh em kiểm tra cái tin nhắn mà gửi số điện thoại của em á, Google Lock gửi nha, thì chúng ta sẽ nhập các mã code vào đây. Đó, nhập vào cái ô này là 6 chữ số nè. Đó, rồi chúng ta bấm continue đây tiếp tục để chúng ta xác nhận vào số điện thoại. Thì anh em lập cái nick mới chúng ta vào á, là khi mà chúng ta lập tài khoản Google Lock mới á, thì chúng ta nên
hạt một số điện thoại hoặc là cái email vào đi đó, để nó an toàn hơn đó. Rồi chúng ta sẽ bấm bộ phần là nó nói là chúng ta, nó kêu là let friend find you, là cho phép bạn bạn bè chúng ta tìm qua cái này không, số điện thoại nha. Chúng ta bấm, anh em muốn no thì bấm no đó. Ở đây mình sẽ chọn no đi, mình bấm đôi rồi như vậy là xong đó anh em. Rồi chúng ta chỉ bấm load lại cái trang web. Rồi như vậy là chúng ta có một cái tài khoản Google để chúng ta chơi đó anh em, rất là đơn giản, tạo trên máy tính rồi đó. Thì anh em muốn chơi cái game gì, ví dụ như chơi lock root thì chúng ta bấm vào đây đó, lock root nè, rồi chúng ta bấm vào nút play đây thì nó kêu chúng ta, nó đang tải này, chắc tải bằng cái, nó kêu download cái Roblox nè đó, download and install Roblox nè. Rồi nên tải cái ứng dụng này vậy ha. Rồi ví dụ như chúng ta muốn đăng xuất á, thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng hình răng cưa này nè, bên góc phải chúng ta bấm vào đây nha. Rồi anh em thấy cái chữ lock out không, đây là lock out nè đó. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đăng xuất, thì nó kêu chúng ta nhập cái email của chúng ta và nhập cái email vào ha, liên kết cái email một cái nữa này mà đó. Rồi mình nữa bấm lock rồi mình thoát ra luôn ha đó. Còn anh em muốn đăng nhập lại thì chúng ta nhập vào cái màn hình login nè, chúng ta nhập cái tên nick của anh em nè, rồi mật khẩu vào, chúng ta bấm login là xong rồi đó. Rồi mình lock out đó, mình thoát ra nè. Rồi anh em bấm vào cái dòng dưới là chúng ta thoát ra luôn nha đó, chúng ta không cần nhập email. Rồi vậy là mình đã chia sẻ anh em cách để chúng ta có thể tạo một cái nick Roblox trên máy tính đơn giản nhất. Ngày thứ hai bên cho mình một like đăng ký nha, nhớ theo dõi và đăng ký kênh giúp mình, ủng hộ giúp mình nha. Cảm ơn, hẹn gặp lại video khác.